trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 92. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu ngày 1 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem phần khai thị của Thiền sư Trung Phong. Hôm nay tạo lập đạo tràng tịnh nghiệp tam thời hệ niệm. Bây giờ là đệ nhất thời Phật sự đã viên mãn. Đây là tiếp theo phần khai thị phía trước. Thì Thiền sư Trung Phong nói, hôm nay tạo lập tam thời hệ niệm pháp sự, đây là thời thứ nhất. Thời thứ nhất Phật sự đến chỗ này đã viên mãn. Những công huân thù thắng như trên, hai chữ như trên tức là chỉ những điều phía trước. Chúng ta đã thấy ở phần trước, như lễ tán tức là lễ kính và tán thán, tụng kinh, niệm chú, khai thị, sám hối, phát nguyện. Sơn dương Phật bảo, làm những pháp sự này đều là vì siêu độ cho vong linh. Đọc tụng đến chỗ này là thời thứ nhất. Những công huân thù thắng như trên, huân là công huân, thù là thù thắng, đại chúng cùng nhau làm cái pháp sự này, đặc biệt là tam thời hệ niệm pháp sự Phật sự, ngoại trừ những vị pháp sư xuất gia lãnh chúng ra, còn có đại chúng tham dự rất đông và tứ chúng đồng tu đều tham gia. Đây đúng là đại hội vô già. Tất cả đại chúng đều vì những vong linh chúc phúc và trợ niệm cho những vong linh. Đó là công huân thù thắng, được leo vào biển đại nguyện của Di Đà. Đại nguyện của Di Đà tức là 48 lời nguyện. Nguyện đều là phổ độ tất cả chúng sanh chính pháp giới, trong khắp pháp giới hư không giới. Di Đà gọi là nguyện hải. Công đức tu hành của chúng ta tương ứng với nguyện hải của Di Đà. Đó tức là được leo vào biển đại nguyện của Di Đà, chuyên vì các vong linh cầu sanh tịnh độ. Làm hệ niệm pháp sự này không vì chuyện gì khác, là chuyên vì giúp cho những vong linh cầu sanh tịnh độ. Chuyên vì làm một pháp sự này mà có thể siêu độ được rất nhiều người khác, tức là cho những người có duyên. Có duyên thì ngay trong lúc này đều được siêu độ. Cho nên thông thường chúng ta hồi hướng, quán tưởng, điều là cho tất cả chúng sanh trong chính pháp giới
Còn nếu những người có tâm lượng càng lớn hơn nữa thì hồi hướng quán tưởng cho tất cả thần linh trong khắp pháp giới hư không giới. Chúng ta mà quán tưởng được như vậy thì họ đều được lợi ích. Đó là Phật tại trong giáo pháp Đại Thừa thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cũng là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Kế tiếp là thiền sư lại khai thị cho chúng ta. Lời khai thị này rất là quan trọng, cũng là cảnh giác cho chúng ta. Tự mình nghĩ, kể từ vô thủy cho đến đời này, đúng thật là từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, một niệm trái với chân tâm, lục căn theo vọng, thuận theo tình thức tạo nghiệp, mặc tình ta làm chuyện sai trái. Một đoạn nhỏ này vô cùng cảm khái, cũng là thống thiết mà sám hối. Chúng ta từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, mãi cho đến đời này, đến ngày hôm nay, vì một niệm trái với chân tâm, tức là khởi hoặc. Một niệm là gì? Một niệm là khởi tâm động niệm. Quý vị nên biết chân tâm bản tánh không bao giờ khởi tâm động niệm, vĩnh viễn là tướng tịch diệt, là tướng thanh tịnh tịch diệt. Quả địa Như Lai đã chứng được bản tịnh. Một niệm vọng động tức là vô minh. Phải vừa vọng động thì là phiền phức đến ngay. Lục căn theo vọng, nghĩa là lục căn lập tức bị mê. Khi lục căn bị mê thì tâm nổi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước. Căn trần thức đều là hư vọng không thật. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận có nói, gọi căn trần thức là pháp hữu vi, tức tám thức, 51 tâm sở và sắc pháp. Trong sắc pháp là lục căn, lục trần. Trong tâm pháp là bát thức, 51 tâm sở, còn có bất tương ứng hành pháp, hoàn toàn là hư vọng. Chúng ta đã mê mất chân tánh, trái với chân tâm. Chân tâm tức là chân tánh, tức là tự tánh. Sau khi mê rồi thì niệm niệm đều chuyển theo hư vọng, thuận theo tình thức tạo nghiệp, mặc tình ta làm chuyện sai trái. Tình thức là gì? Tình thức là vọng tưởng, phân biệt chấp trước của mình, gọi là tình thức. Mặc tình ta làm chuyện sai trái, ta là cái thân này, đều do thân khẩu tạo nghiệp. Tình là mê tình, tự nghĩ mình làm cái gì cũng đúng. Chúng tôi thường nói trong những buổi giảng là thuận theo phiền não tạp khí của mình, tức là chỗ này nói thuận theo tình thức tạo nghiệp. Tạo cái nghiệp này là do ý nghiệp. Mặc tình ta làm chuyện sai trái là do khẩu nghiệp và thân nghiệp. Câu này là nói chung, kế tiếp câu kế tiếp là nói riêng.
thân nghiệp thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đây là ba nghiệp do thân tạo tác. Vì đã mê mất tự tánh thì họ rất tự nhiên tạo ác nghiệp. Sát, phạm vi của sát bao quát rất rộng lớn. Phạm là tổn người lợi mình đều thuộc về sát và trộm. Hại người thì thuộc về sát, đoạt lấy danh lợi của người khác, đó là trộm. Thân tạo tác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lỗi của khẩu nghiệp là nói dối. Nói dối là có ý lừa gạt người khác. Ý ngữ là nói lời thiêu dệt, tức hoa ngôn xảo ngữ, dụ hoặc người khác. Nói lời thiêu dệt như ngày nay rõ ràng nhất, người thế gian gọi là gì? Là văn nghệ. Đất hiện nay biểu diễn văn nghệ, ca múa, hí kịch, âm nhạc, mỹ phục. Hiện nay còn có điện ảnh, truyền hình. Quý vị xem nội dung của văn nghệ là gì? Là lời thêu dệt, dụ hoặc con người. Dụ hoặc quý vị làm chuyện gì? Dụ hoặc quý vị làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Sức dụ hoặc bên ngoài rất mạnh mẽ. Dùng truyền hình, dùng mạng lưới Internet đưa đến tận nhà quý vị thì tâm quý vị bị nhiễm ô. Lưỡng thiệt ác khẩu là nói hai chiều, nói thô ác, nói hai chiều là khiêu khích thị phi, có ý hay vô ý, cũng đều là thích phê bình người khác, quỷ bán người khác, tự tán dương mình. Trong giới luật đại thừa có nói tự khen mình, quỷ bán người khác đều thuộc về nói hai chiều và nói thô ác, đều do khẩu tạo nghiệp. Ý là ý niệm. Ý niệm thì thường nổi dậy tham ái, sân hận, si mê sâu xa, tham sân si. Thập ác nghiệp ai có thể tránh khỏi? Trong một ngày ai có thể không tạo thập ác nghiệp? Không cần nói chi nhiều, trong suốt một ngày, hôm nay từ sáng thức dậy cho đến tối đi ngủ, trong suốt một ngày này vẫn chưa đủ 24 tiếng đồng hồ, ngoài chờ lúc quý vị đi ngủ thì không tính. Bắt đầu từ sáng sớm 6 giờ thức dậy cho đến bữa tối đi ngủ, lúc quý vị đến 12 giờ đêm mới đi ngủ, trong mười mấy tiếng đồng hồ này, quý vị có thể không tạo thập ác nghiệp hay không? Chỉ trong một ngày, trong một ngày mà không tạo thập ác nghiệp thì cái công đức đó rất lớn. Nếu quý vị mà suốt một đời không tạo thập ác nghiệp thì quý vị là Bồ Tát, quý vị không phải là người phàm. Người phàm không thể làm được. Ngày nay chúng ta học Phật, học Phật là học như thế nào?
là học chuyển phàm thành thánh. Từ chỗ nào bắt đầu chuyển? Tức là không tạo thập ác nghiệp. Thập ác nghiệp này, chúng tôi có giảng kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo rất tường tận, và cũng có giảng trong kinh Vô Lượng Thọ rất tường tận. Trong mười giới của Sa Di Lục Nghi, quý vị hãy chú tâm mà xem kỹ, phải hết lòng nỗ lực mà học tập, phải khắc phục những ý niệm bất thiện của mình và hành vi bất thiện của mình, thì trong đời này quý vị mới có lối thoát ra, mới thật sự có thể cầu sanh tịnh độ. Nếu như không đoạn trừ thập ác nghiệp, thì những thứ đó sẽ làm phiền lụy quý vị. Những phiền lụy đó khiến cho quý vị không được vãng sanh. Tuy quý vị phát nguyện niệm Phật nhưng không được vãng sanh. Tại vì sao? Vì những thứ đó làm phiền lụy quý vị, giống như sợi dây trói buộc quý vị trong lục đạo, không thể thoát ra. Quý vị nhất định phải chặt đứt những thứ đó. Vì xưa kia không biết, ngày ngày tạo nghiệp, bây giờ đã giác ngộ quyết định không dám tái tạo. Thà bỏ thân mạng cũng không được tạo thập ác nghiệp. Thật tại mà nói, cái thân mạng này đâu có đáng gì. Ta bỏ thân mạng này không tạo thập ác nghiệp, đời sau ta được sanh lên cõi trời. Tuy không niệm Phật, không cầu sanh tịnh độ, nhưng quý vị vẫn cũng được sanh lên thiên đạo. Nếu quý vị tham sống sợ chết, vẫn còn tạo thập ác nghiệp, thì quý vị đời sau sanh vào tam ác đạo. Lòng tham thì biến thành ngạ quỷ, sân hận thì đọa vào địa ngục, ngu si thì biến thành súc sanh. Quý vị đến nơi nào thọ sanh? Thọ sanh trong tam ác đạo. Cho nên cái sự việc này, mỗi đêm quý vị trước khi đi ngủ phải tự hỏi mình, quý vị sẽ biết trong tương lai quý vị sẽ đến đạo nào thọ sanh, không cần hỏi người khác. Người khác có nói cho quý vị cũng không đáng tin cậy, tự mình hỏi mình là đáng tin cậy nhất. Trong tâm niệm niệm đều là A Di Đà Phật, không có tham sân si, không có thị phi nhân ngã. Còn tôi thì nói không có tự tư tự lợi, không có tham sân si mạng, thì người này là người cực lạc thế giới. Những người này không phải là người ta bà thế giới. Trong tâm của họ niệm niệm chỉ có A Di Đà Phật. Cho nên thập ác nghiệp rất là phiền lụy, đều do tam nghiệp gây ra. Tam nghiệp này, thể một nghiệp nổi dậy thì cả ba nghiệp đều nổi dậy, không phải chỉ có một nghiệp đơn độc nổi dậy. Nên bị vọng duyên trói buộc. Vọng duyên tức là cảnh giới bên ngoài. Trong tâm nổi dậy phiền não cùng với ác duyên bên ngoài hợp lại thì là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì phải thọ báo. Thường chìm đắm trong trần lao. Trần lao là lục đạo. Nếu nói một cách khó nghe tức là tam đồ. Chìm đắm là trầm luân, thường trầm luân trong tam đồ. Trần là nhiễm ô,
Sự nhiễm mồ rất nghiêm trọng, lao là mệt nhọc, vất vả khổ sở, cứ mãi mờ mịt cùng thời gian. Mờ mịt là không có bờ bến. Chúng ta thường nói đời này, đời sau phải chịu khổ nhiều kiếp. Đích thật là tam ác đạo. Phật đã nói rất nhiều lần, quý vị bước vào tam ác đạo thì dễ, muốn ra thì khó. Nếu quý vị đọa vào địa ngục, thời gian trong địa ngục cho đến khi được thoát ra phải tính bằng kiếp. Đọa vào ngạ quỷ đạo cũng không thể lường được. Ngu si thì đọa vào súc sanh đạo. Quý vị đừng nghĩ rằng thọ mạng của chúng không dài thì không sao cả, vì chúng cố chấp rất ngu si nên đọa vào súc sanh đạo. Vì chúng nghĩ rằng cái thân này là của mình nên chúng chưa từng nghĩ đến phải đổi cái thân khác. Chúng tôi đọc trong kinh điển có nói đến lúc Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nhìn thấy một ổ kiến. Đức Phật nhìn thấy chúng thì mỉm cười. Những vị đại đệ tử ở bên cạnh Phật thấy Ngài nhìn tổ kiến mỉm cười, liền hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao Ngài cười chúng nó. Phật nói: các ông có biết không, ổ kiến này trong đời quá khứ bảy đức Phật đã diệt độ rồi mà chúng nó vẫn còn làm kiến, không phải là loài kiến có thọ mạng dài lâu như vậy. Chúng ta giả thiết mà nói, cứ mỗi một vị Phật là ba đại A Tăng kỳ kiếp thì bảy vị Phật là 21 đại A Tăng kỳ kiếp mà chúng nó vẫn còn làm kiến, nghĩa là thế nào? Vì chúng nó sau khi chết rồi lại đầu thai làm kiến, đời đời kiếp kiếp không có thay đổi thần kiến. Trải qua bảy vị Phật đã diệt độ mà chúng nó vẫn còn làm kiến, nên Phật cười chúng nó ngu si. Đây là nói rõ độ vào súc sanh đạo thì dễ. Quý vị ở trong súc sanh đạo mà muốn giác ngộ, đó là một chuyện không dễ. Gọi là mờ mịt cùng thời gian. Nghĩ đến thoát khỏi, nghĩ muốn thoát khỏi cảnh khổ chỉ có y theo phương cách nhờ sức khuân tu sám hối. Đây là đã đọa vào tam ác đạo, mà muốn ra khỏi tam ác đạo thì phải nhờ sức khuân tu sám hối. Thế nhưng họ không dễ gì biết sám hối, vì họ chấp trước, họ rất chấp trước. Đó là tham sân si mạng nghi của họ. Đã đến lúc nghiêm trọng nhất, người ta dạy cho họ phương pháp sám hối nhưng họ hoài nghi, không tin tưởng. Họ còn nói: có ý đồ gì? Có phải muốn lừa gạt tôi phải không? Họ hoài nghi, đa nghi, khiến cho thiện căn phước đức nhân duyên của họ đều bị chướng ngại. Hôm nay nhiều vị thiện tri thức cùng nhau tu tam thời hệ niệm pháp sự, giúp cho những chúng sanh khổ nạn mỗi một thời đều tu pháp sám hối. Hy vọng những vong linh đều có thể tùy hỷ, họ nhìn thấy, đều nghe được, có thể giác ngộ, cùng với mọi người tu pháp sám hối. Huân tu là chúng tôi thường nói, thừa trường thời huân tu. Phải tu như thế này, khiến cho những tội lỗi do mắt tai mũi lưỡi thân ý gây ra
tức khắc tiêu trừ. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng, thì chỉ có phương pháp này để cho quý vị thật sự sám hối những tội lỗi do mắt tai mũi lưỡi thân ý gây ra. Ở phía trước có nói thuận theo tình thức tạo nghiệp, phải thật sự sám hối thì mới thật sự đạt được quân tu của Phật Pháp. Đại chúng cùng nhau hợp sức lại, nhờ cái thiện tâm thiện nguyện này để gia trì, hy vọng những tội lỗi do lục căn của họ, tức những tội lỗi do mắt tai mũi lưỡi thân ý gây ra, tức khắc tiêu trừ. Tức khắc tiêu trừ là thật đấy, chỉ có sợ là không tương ứng. Nếu hoàn toàn tương ứng với hệ niệm pháp sự này thì thật sự tức khắc tiêu trừ được những tội lỗi của họ, tức là tiêu trừ được những tội lỗi chướng của họ, những tội chướng của họ khiến cho phù trần sắc thanh hương vị xúc pháp liền được thanh tịnh. Đây là nói về quả báo. Sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là lục trần. Lục trần trong chính pháp giới khác nhau. Phù trần tức là lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp của nhân đạo khác với ngạ quỷ đạo. Lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp của ngạ quỷ đạo lại khác với lục trần của địa ngục đạo. Đó là do quả báo của họ chiêu cảm. Như hiện nay thế giới này của chúng ta, lục trần của cõi này sắc thanh hương vị xúc pháp khác với lục trần của cực lạc thế giới. Vì sao lại khác nhau? Vì tạo nghiệp khác nhau. Có nghĩa là lục căn tạo nghiệp có nặng nhẹ khác nhau. Tạo nghiệp nhẹ thì cảnh giới lục trần sẽ tốt hơn một chút. Tạo nghiệp nặng thì cảnh giới lục trần rất xấu tệ. Đây là chúng ta nói về hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Tạo thiện nghiệp nhiều, ác nghiệp ít thì hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Nếu tạo ác nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít thì hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta không tốt, thường hay xảy ra tai nạn. Hiện nay trong thế gian này, vì sao tai nạn lại nhiều như vậy? Chúng ta cũng hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Đều là do cộng nghiệp chiêu cảm. Mọi người sống trên quả địa cầu này, những người tạo ác nghiệp thì quá nhiều, còn những người tạo thiện nghiệp thì quá ít. Cho nên thiên tai nhân họa càng ngày càng tăng nhiều, tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu quý vị hiểu rõ những lý luận của nhân quả thì rất tự nhiên sẽ rõ ràng, chúng ta muốn cứu mình thì phải giúp đỡ người khác. Giúp bằng cách nào? Phải bắt đầu làm từ bản thân mình, đoạn ác tu thiện, hoàn toàn sửa lỗi. Hy vọng những tội chướng của chúng ta được tiêu trừ, hy vọng hoàn cảnh của chúng ta chuyển được thanh tịnh. Kế tiếp là dạy cho chúng ta phát nguyện nên cầu sanh cực lạc. Ngày nay chúng ta muốn cầu sanh về cực lạc thế giới phải nhờ vào tâm phát nguyện.
Câu nói này giống như lời của Đại sư Ngẫu Ích nói không khác. Đại sư Ngẫu Ích nói có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không là quyết định ở nơi có tín nguyện hay không. Chúng ta có chân tín nguyện thiết thì được vãng sanh. Còn phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Cầu vãng sanh là phải nhờ vào tâm phát nguyện chân tín nguyện thiết. Chúng ta phải dùng chân tâm chân tín nguyện thiết để đọc bài kệ phát nguyện này mới có thể cảm động được quỷ thần. Cảm động được quỷ thần thì có lợi ích. Nếu tín nguyện của quý vị không thật, không thiết tha, nên khi quý vị đọc bài kệ phát nguyện này, họ không cảm nhận được sự lợi ích lớn lao. Sự phản ứng này hiện nay có rất nhiều vị đồng học cũng có đọc cuốn sách nói về sự phản ứng của nước kết tinh. Trong cuốn sách này đã nói rõ, có chứng minh điều đó. Dùng tâm chân thành, thành tâm thành ý, dùng thiện ý. Đối xử với một ly nước, phải thật sự dùng thiện tâm, thiện ý. Chúng ta dùng tâm chân thành, thiện ý truyền cho nước, dù có xa cũng không sao. Ở Nhật Bản, họ đã từng làm một thí nghiệm. Họ để một ly nước trên bàn trong văn phòng, gọi điện thoại thông báo cho 500 người đang sống khắp nơi trên toàn quốc cùng một thời gian rất quan trọng, cùng một lúc. Thời gian chỉ cần khoảng chừng 3 phút mà thôi. Tự mình dùng thành ý, tâm chân thành, dùng thiện ý nói với ly nước mà nói rằng người rất trong sạch, người rất trong sạch. Chúng tôi rất hoan hỷ, rất cảm tạ ngươi. Nói câu này lặp lại nhiều lần, khoảng chừng 3 phút. Sau đó đem nước trong ly để thí nghiệm, thấy nước kết tinh vô cùng tốt đẹp. Cho nên ý niệm không có khoảng cách thời gian và không gian. Nay đã chứng minh điều này. Chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh trong chính pháp giới, giúp đỡ tất cả quỷ thần, cho nên không thể không thành tâm thành ý. Nếu tâm quý vị không chân thành, nguyện không thiết tha, Thì quỷ thần sẽ chê cười quý vị. Ông đang ở đó nói đùa, ông không phải thật sự làm. Vì quý vị nói đùa với họ nên họ cũng nói đùa với quý vị. Quý vị trong cuộc sống hàng ngày phải bồi dưỡng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta dùng chân tâm để sinh hoạt, chúng ta dùng chân tâm để xử sự, chúng ta dùng chân tâm thành ý để đối người tiếp vật, gọi là nhất chân, nhất thiết chân, nhất thành, nhất thiết thành. Làm được như vậy thì mới có thể chuyển được cảnh giới của mình, tức chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, sau cùng thì chuyển phàm thành thánh. Chuyển ta bà thành cực lạc. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới chắc chắn được vãng sanh.
Chúng ta trong đời này học Phật mới không uổng công, quả nhiên có được thành tựu. Quý vị có được thành tựu thì quý vị đối với thầy, đối với bạn lành, đối với hộ pháp mới là thật sự cảm kích họ. Cho nên báo ân, điều kiện tiên quyết là tri ân. Quý vị tri ân như thế nào? Nghĩa là quý vị thật sự nhận được cái ân đó. Bây giờ bảo quý vị báo ân, nhưng sao ý niệm của quý vị không thể sanh được? Là do nguyên nhân gì? Là vì quý vị không cảm nhận được cái ân đức đó, nên quý vị hoàn toàn không tri ân. Tri ân là phải hoàn toàn thực hiện những lời dạy của Phật thì gọi là tri ân. Tâm của quý vị đã thay đổi, tư tưởng của quý vị đã thay đổi, hành vi của quý vị đã thay đổi, sau đó quý vị mới biết tri ân. Ai giúp cho quý vị thay đổi? Thiện tri thức giúp mình thay đổi, hộ pháp giúp mình thay đổi, tất cả chúng sanh giúp mình thay đổi. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, thì cái tâm đó mới thật sự sanh khởi. Cho nên cầu sanh tịnh độ là phải nhờ vào tâm phát nguyện, ngưỡng lao pháp chúng, tức là nhờ vào sức tu hành của đại chúng. Quý vị hãy xem lời ngữ khí đó rất là khẩn thiết, rất là khiêm tốn, rất là tôn trọng người khác. Đây là lời của một vị đại đức đã minh tâm kiến tánh, không phải là người tầm thường. Đại chúng là hạng phàm phu, dùng chữ thỉnh thì được rồi, nay ngài dùng hai chữ ngưỡng lao, tức là tôn kính đến cùng cực. Ở phần trước có nói lễ kính chư Phật của Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện, từ chỗ này quý vị đã nhìn thấy. Pháp chúng là đại chúng tham gia pháp hội, đồng tâm nhất ý, mọi người chúng ta cùng nhau chúc phúc cho các vong linh, chuyên vì các vong linh chỉ tâm sám hối phát nguyện. Chúng ta dẫn đầu làm pháp sự này, tức là Phật tại trung kinh thường nói, vì người diễn thuyết. Chúng ta vì các vong linh biểu diễn, vì họ mà thuyết pháp, vì tất cả quỷ thần, vì tất cả chúng sanh trong chính pháp giới sám hối phát nguyện. Sám hối là vì họ biểu diễn, vì họ thuyết pháp. Kế tiếp là bài kệ sám hối, là bài kệ sám hối của Phổ Hiền Bồ Tát: giáng tích sở tạo chư ác nghiệp. Hai chữ vãng tích có thể đi ngược về quá khứ vô thị kiếp trước, từ vô thị kiếp cho đến ngày nay, đã tạo vô lượng vô biên ác nghiệp. Quý vị phải thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này thì quý vị mới có thể lãnh hội được. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã nói như vậy: chúng sanh trong Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp. Trước tiên phải thừa nhận, rồi phát lộ sám hối. Ta từ quá khứ cho đến ngày nay đã tạo vô lượng vô biên ác nghiệp. Giai do vô thủy tham sân si, tức là điều do tham sân si gây ra. Vì sao chúng ta tạo nghiệp? Vì sao Phật Bồ Tát không tạo nghiệp?
Vì Phật Bồ Tát không có tham sân si. Chúng ta từ vô thỉ đến nay đã có tham sân si. Nếu chúng ta không đoạn tham sân si, thì tham sân si là căn bản tạo nghiệp. Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, tức là từ thân ngữ ý đã tạo ra. Đây chính là nghiệp nhân. Tham sân si là mê. Sau khi mê rồi thì khiến cho thân khẩu ý của chúng ta tạo tác những nghiệp bất thiện, tổn người lợi mình. Tổn người lợi mình là của người thế gian thường nói. Thật ra câu nói đó đã nói sai rồi. Phải nói như thế nào? Phải nói là tổn người hại mình. Nói như vậy mới đúng. Nếu như tổn người lợi mình mà được lợi ích như vậy thì Phật Bồ Tát cũng làm. Tổn người mà có thể lợi cho mình thì ai ai cũng muốn làm. Nếu tổn người mà hại mình, cho nên Phật Bồ Tát không làm. Quý vị nghĩ rằng tổn người thì được một ít lợi ích, nhưng chỉ là cái lợi nhỏ hiện tại. Cái lợi đó quý vị hưởng thụ được bao nhiêu ngày? Sau khi hưởng hết thì quả báo trong tam đồ. Cho nên tổn người thì nhất định hại mình. Tự mình hại mình thật thê thảm. Lại còn khiến cho mình đọa vào tam đồ, đọa vào địa ngục. Khổ không thể tả. Đọa vào địa ngục đến khi nào mới được ra khỏi? Đằng đẵng không kỳ hạn. Khi còn tại thế tự mình không biết, còn tự nghĩ rằng chiếm được lợi. Nào có biết đâu, tự mình đã bị thiệt thòi lớn lao. Những người đã bị quý vị hại, nếu họ không có lỗi lầm mà bị quý vị hại thì họ sanh lên cõi trời, hoặc là đã chuyển thế sanh vào cõi người. Quý vị nghĩ xem, quý vị có hại được họ hay không? Không hại được họ mà tự hại mình. Tương lai ra khỏi địa ngục rồi, sau khi ra khỏi địa ngục ngạ quỷ rồi, còn phải đọa vào súc sanh trả nợ. Quý vị hại người ta, tương lai người ta đến đòi nợ, một báo trả một báo, gọi là thiếu mạng phải đền mạng, thiếu tiền phải trả tiền. Quý vị phải thật sự thông đạt nhân quả ba đời thì tâm của quý vị sẽ bình. Sau đó mới thật sự biết được, bất cứ người nào sống trên thế gian này mà muốn chiếm cái lợi của người khác thì không có chuyện này. Còn như bị thiệt thòi cũng không có chuyện đó. Tại vì sao? Vì quả báo đền trả thông suốt cả ba đời. Hiện tại hình như chúng ta bị thiệt thòi, tương lai họ phải trả nợ. Trả nợ còn phải cộng thêm lợi, tiền lời. Phật Bồ Tát A-la-hán có thiên nhãn thông. Phật tại trong kinh bảo vệ chúng ta rằng thiên nhãn thông và túc mạng thông của A-la-hán biết được 500 đời
Họ có thể thấy được nhân quả 500 đời trước của lục đạo chúng sanh trong ta bà thế giới. Họ biết rõ nghiệp nhân quả báo. Từ bậc Bồ Tát thì năng lực càng lớn. Rồi đến quả địa Như Lai thì hoàn toàn không có chướng ngại. Vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, Phật cũng thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên cái gốc của tất cả ác nghiệp là tam độc tham sân si. Trong tâm chúng ta có tam độc, lại bị bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, bị những cảnh giới bất thiện đó dụ dỗ mê hoặc, khiến cho thân ngữ ý của quý vị tạo ác nghiệp. Hễ tạo ác nghiệp thì quý vị chắc chắn không thể thoát khỏi ác báo. Cho nên quý vị phải thành tâm, thành ý mà đọc bài kệ này thì quý vị sẽ rơi nước mắt, quý vị sẽ cảm động. Kim đối Phật tiền cầu sám hối, tức là bây giờ chúng ta ở trước tượng Phật cầu sám hối. Phật là bậc đại tri đại giác, đại từ đại bi. Chúng ta cầu Phật chứng minh con nay thật sự sám hối, không phải cầu Phật tha tội. Phật không thể tha tội cho quý vị. Nếu quý vị cầu Phật tha tội, cái quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Chỉ có thể cầu Phật chứng minh từ nay trở đi còn nhất định hối cải. Hối cải có nghĩa là sám hối, về sau không còn tái tạo. Phật làm chứng minh cho con, đó là ý nghĩa như vậy. Ở chỗ này tuyệt đối không thể hiểu lầm. Đến cầu Phật Bồ Tát tha tội, tha thứ cho mình, Phật Bồ Tát không bao giờ bất lợi quý vị. Phật Bồ Tát không bao giờ đếm xỉa đến chuyện làm của quý vị. Quý vị tự làm tự chịu, vậy ai có thể giúp cho quý vị? Chỉ có chính bản thân mình phải thống thiết phát nguyện, hoàn toàn sửa lỗi, đoạn ác tu thiện, cầu Phật Bồ Tát chứng minh, cầu Phật Bồ Tát gia trì. Chỉ sợ mình không có năng lực là này, vẫn không chịu đựng được sự dụ dỗ mê hoặc bên ngoài, thì phải cầu oai thần của Phật Bồ Tát gia trì. Khi gặp phải sự dụ dỗ mê hoặc thì tự mình biết đề cao cảnh giác, không còn tạo ác nghiệp nữa. Đó là ý nghĩa của câu kim đối Phật tiền cầu sám hối. Sau khi sám hối thì phải phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Muốn giống như Phật thì ta phải học Phật, phải học giống như Phật. Nguyện của Phật là phổ độ chúng sanh. Chúng ta phải phát tâm, phát nguyện thật sự làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh vô lượng vô biên, hai chữ chúng sanh này là bao gồm cả chúng sanh trong chính pháp giới, bao gồm cả khắp pháp giới hư không giới. Còn trong kinh Hoa Nghiêm thì nói chúng sanh trong trùng trùng vô tận pháp giới. Khi ta khởi tâm động niệm đều nghĩ đến họ, phải giúp cho họ phá mê khai ngộ,
phải giúp cho họ viên thành Phật đạo. Đó là bổn nguyện của tất cả chư Phật Bồ Tát. Ngày nay chúng ta cũng phát cái đại nguyện như vậy. Thể phát được cái đại nguyện này thì là rất phi thường. Mười phương ba đời, hết thảy tất cả chư Phật Như Lai đều phù hộ cho quý vị. Tại vì sao? Vì quý vị đồng tâm đồng nguyện, chí đồng đạo hợp với các ngài, quý vị đồng một chí hướng với các ngài, thì Phật Bồ Tát lẽ nào mà không hộ niệm cho quý vị? Tất cả thiện thần lẽ nào mà không ủng hộ cho quý vị? Dù quý vị không cầu Phật hộ niệm, Phật cũng hộ niệm cho quý vị. Quý vị không cầu thiện thần ủng hộ, thiện thần cũng phù hộ cho quý vị. Tại vì sao? Vì quý vị đã phát đại nguyện thật là phi thường. Thế nhưng chúng ta đọc câu phát nguyện này có phát được nguyện hay không? Nếu không phát được, làm sao biết được không phát được? Vì ta còn chán ghét người đó. Không lẽ quý vị nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, ngoại trừ người đó ra, lại cộng thêm một câu ngoại trừ người đó ra, làm gì có đạo lý như vậy? Cho nên mỗi ngày chúng ta đọc câu phát nguyện này nhưng không phát nguyện được. Thể phát được thì thế nào? Thì nguyện sẽ dẫn hành. Quý vị đã phát nguyện, tiếp theo là phải có hành vi. Miệng quý vị nói phát nguyện nhưng tiếp theo không có thực hành thì lời nguyện của quý vị là lời nguyện giả, là trống không. Nếu nói khó nghe là tự dối người, tức tự dối gạt mình, dối gạt Phật Bồ Tát, dối gạt chúng sanh. Quý vị phải mang cái tội gì? Mở mắt lớn mà nói rối, mà nói dối. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ câu phát nguyện này. Lời nguyện này đối với Phật Bồ Tát thì không có vấn đề. Các ngài có trí huệ, có năng lực, có phước báo, đích thật có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Ngày nay chúng ta phát lời nguyện này vì chúng ta không có trí huệ, cũng không có đức hạnh, cũng không có phước báo, chúng ta lấy gì để giúp đỡ người khác? Chúng ta hoàn toàn không có năng lực thì làm sao giúp đỡ người khác? Chỉ có tùy hỷ, tức là chúng ta nhìn thấy người khác làm việc tốt thì chúng ta hoan hỷ, tán thán, chúng ta có thể làm được chuyện này. Chỉ cần tận tâm của mình, tận lực của mình thì là công đức viên mãn. Cho nên sau khi thật sự phát lời nguyện này thì thiện tâm của quý vị sanh khởi, thì thiện niệm sanh khởi, thì thiện hạnh của quý vị sanh khởi, quý vị rất tự nhiên sẽ hoàn toàn sửa lỗi. Kế tiếp là câu phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thật sự phát lời đại nguyện này thì trước tiên tự mình phải đoạn phiền não, thành tựu đức hạnh của mình. Như nền giáo học của Khổng Lão Phu Tử gồm 4 khoa. Khoa thứ nhất là đức hạnh, khoa thứ hai là ngôn ngữ, khoa thứ ba là biện sự, tức là ngày nay chúng ta gọi là năng lực kỹ thuật. Khoa thứ tư là văn học. 4 khoa này có thứ tự. Khoa thứ nhất là đức hạnh. Đức hạnh có nghĩa là trước tiên quý vị phải làm người thiện. Căn bản của người thiện là tam thiện căn, tức không tham, không sân, không si. Quý vị phải đoạn hết tham sân si thì quý vị mới thật sự là người thiện. Con người như quý vị mới không tạo ác. Trong thế gian hết thảy tất cả thiện pháp đều sanh từ tam thiện căn này, tức không tham, không sân, không si. Trong thế gian này hết thảy tất cả tội ác, hết thảy tất cả ác nghiệp đều sanh từ tam độc, tức tham sân si. Tham sân si sanh ác nghiệp, cho nên gọi là tam độc. Không tham, không sân, không si gọi là tam thiện căn, có thể sanh ra hết thảy tất cả thiện nghiệp thế gian. Cho nên trước tiên quý vị phải đoạn phiền não. Ở phần trước có nói
phiền não là vô thỉ, tham sân si. Cho nên trước tiên quý vị phải đoạn phiền não, phải đoạn hết phiền não tạp khí, tham sân si mạn nghi, từ vô thỉ kiếp cho đến nay. Sau khi đoạn hết phiền não rồi thì mới học pháp môn. Nếu quý vị không có học vấn thì không có bản lãnh, quý vị không thể cứu người, không thể giúp người, có giúp người cũng không nhiều. Cho nên trước tiên phải đoạn hết phiền não, tức là thành tựu đức hạnh của mình, sau đó mới học pháp môn. Phải thuận theo thứ tự mà tu học. Lịch đại tổ sư Đạo Đức Đại Đức yêu cầu chúng ta tu học phải thâm nhập một môn trường thời quân tu. Vì sao phải tu học như vậy? Không có gì khác là phải đoạn phiền não. Phải đoạn hết phiền não thì trí huệ mở mang. Kế tiếp là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nếu trí huệ chưa mở mang thì làm sao học pháp môn? Phải đoạn hết phiền não thì dễ tu học pháp môn. Sau cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ý nghĩa của bài kệ này vẫn chưa giảng xong, đến buổi giảng sau chúng tôi sẽ tiếp tục giảng. Bây giờ thời gian đã đến.